trình là bài Hát với Trường Sa do soạn giả Đỗ Tĩnh soạn lời theo điệu Sử Bằng, nghệ sĩ ưu tú Đoàn Liên thể hiện. Cả nước hướng về anh người chiến sĩ đang ngày đêm thao thức với Trường Sa. Tổ quốc bên anh, hải đảo là nhà, điệu chèo quê có Trường Sa nồng ấm. Anh đứng đó mũ ngời sao sáng, bạc với mây xanh giữa phòng bà bao tấp quanh cả tổ quốc tung bay trong đứng hay là anh đứng đó mặt người xa đi nòng pháo vươn xa xua bóng mây đen đuổi cả giữ rình mò anh nghe chỉ muốn đi trời biển lặng anh từng chịu muôn vàn thử thách thiếu tình thương nước ngọt rau xanh mái tóc dài buông màu non trắng trên đồng xanh mượt lúa anh say sưa bên bờ công sự mặt dọi nhìn Nam Bắc Tây Đông lòng anh vui ngắm những đàn chim bay theo bóng con thuyền khoang nặng cá tới anh điệu chèo quê mẹ để lòng anh luôn ấm bóng hàng tre tin yêu anh son sắt câu thề Trường Sa đó bên nhau hòa sóng gió chúng ta vừa nghe chương trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ạ!